Hối lộ quan chức. Chào bác Ngọ. Chú Long đấy à? Hôm nay qua đây chơi hay có việc gì thế? Em qua đây có việc nhờ bác. Bác cho em xin cái chữ ký vào đây được không ạ? Sao lại xin vào danh sách hộ nghèo? Chả là thế này, em nghe người ta mách, được vào danh sách hộ nghèo thì mỗi tháng sẽ được nhà nước trợ cấp cho ít tiền. Em lên xã làm thủ tục thì người ta bảo trước tiên em phải làm đơn rồi đưa cho bác trưởng thôn ký. Chú chưa hiểu rồi, có phải ai cũng được xin vào danh sách hộ nghèo đâu, phải có tiêu chuẩn mới được chứ. Như nhà chú là chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt đâu. Dạ em biết nhà em chưa đủ tiêu chuẩn rồi, có thế thì em mới phải nhờ bác. Bác cứ giúp em ký cho em một chữ vào đây, còn lại em tự lo. Không được đâu, nhà chú đâu có đủ chuẩn hộ nghèo mà tôi ký cho chú. Vợ chú làm công nhân nhà máy, nhà lại có ruộng, hai thằng con chú nó khỏe mạnh thế, sao đủ tiêu chuẩn mà xin vào hộ nghèo? Không đủ tiêu chuẩn thì bác cứ cho em vào danh sách có sao đâu. Không được, chú xem nhà ông Hinh kia kìa, trong danh sách hộ nghèo 3 năm nay rồi, mẹ già thì ốm liệt giường, vợ thì tâm thần, một thằng con khuyết tật chẳng có công việc gì. Nhà ông Hinh thì nghèo nhất làng mình rồi, em còn lạ gì? Thì đấy, em biết là nhà em không có đủ tiêu chuẩn, nhưng em muốn xin vào hộ nghèo để có thêm ít tiền trợ cấp thôi mà. Nhà chú không đến nỗi nào xuất hộ nghèo để dành cho những gia đình khó khăn chú à? Biết là thế, nhưng bác cứ giúp em, sau này em không quên ơn bác. Thôi chú về đi, tôi không bao giờ làm thế cả. Cả làng tín nhiệm tôi nên mới bầu tôi làm trưởng thôn. Tôi lại đi làm cái việc không đúng này thì còn ra làm sao? Hàng xóm láng giềng, bác có mất cái gì đâu. Chỉ cần ký cho em một chữ, thế mà bác cứ gây khó dễ hoài là sao? Không bao giờ tôi giúp chú cái việc này hết nha. Chú về đi. Bác Liên ơi! Có việc gì mà thập thập thò thò thế chú Long? Bác trưởng thôn có nhà không bác? Ông ấy lên xã rồi. May quá, em có việc nhờ bác. Có việc gì thì chú cứ nói. Chẳng là em muốn xin vào danh sách hộ nghèo để được thêm ít tiền trợ cấp, nhưng mà bác trưởng thôn nhất định không cho em xin chữ ký để em lên xã làm thủ tục. Nhưng mà chú có phải hộ nghèo đâu. Dạ em biết thế, có thế em mới phải nhờ. Thế thì không được rồi. Em biếu bác con gà trống tơ, chắc nhất đàn gà nhà em đấy bác ạ. Đúng là con gà ngon. Vâng, bác giúp em nhé. Nhưng mà cũng khó. À, mà cứ để tôi thử xem sao. Vậy trăm sự nhờ bác nhé. Chú cứ yên tâm về đi, có gì tôi báo ngay. Tốt quá, bác giúp em nhé. Ông ký cho tôi một chữ vào đây đi. Sao lại ký vào tờ giấy trắng tinh chả có chữ gì thế này? Cứ ký trước đi, tôi viết vào sau cũng được. Nhưng ký làm gì mới được chứ? Tôi đang muốn làm đơn đi xin học cho thằng cháu ông chứ sao? Có chữ ký của ông cũng hơn. Thế thì bà cứ viết đơn đi xong rồi tôi ký. Tôi đang vội đi lắm. Ký luôn đi, rồi ra trường các cô hướng dẫn làm đơn sao? Bà là chúa rắc rối. Thế là đã đủ thủ tục. May quá, nhờ có bà vợ bác trưởng thôn chứ không thì... À, chú Long đây rồi. Tôi tìm chú mãi. Bác trưởng thôn. Tôi cấm chú không được làm cái trò này nhé. Chú xin chữ ký của tôi không được nên đút lót bà nhà tôi hả? Dạ... Bà ấy dám lừa tôi để lấy chữ ký giúp chú. Thế tờ giấy đâu rồi? Em để nhà rồi. Bác về nhà em mà tìm. Được rồi, tôi sẽ tìm cho ra cái giấy.
May quá ông ấy không biết mình đang cầm tờ giấy. Vừa không mất gà lại vẫn có chữ ký của ông ấy. Bác Hình, bác Hình ơi, bác lên ủy ban làm gì đó? Chú Long đây à, tôi lên đây vì cái danh sách hộ nghèo đấy. À, nhà bác ở trong danh sách hộ nghèo 3 năm nay rồi còn gì. Thế bác lên để làm thủ tục vào danh sách của năm nay hả? Không, tôi lên đây để làm thủ tục xin rút khỏi danh sách ấy chú ạ. Sao bác lại xin rút? Chẳng là thằng cò nhà tôi mới xin được việc đi bê gạch cho một đội thợ xây. Thấy là nhà tôi đỡ cơ cực rồi. Thằng cò nhà bác bị tật nguyền như thế mà cũng đi làm được sao ạ? Nó tuy bị tật nguyền, nhưng vẫn còn khả năng lao động. Tại sao lại không đi làm cơ chứ? Thì tuy là thế, nhưng bác cứ kệ chứ việc gì phải xin rút khỏi danh sách hộ nghèo ạ? Mỗi tháng được thêm tiền trợ cấp, ai kiểm tra đâu mà bác lo? Sao lại thế? Tôi mong mãi mới đến cái ngày nhà tôi thoát khỏi chuẩn hộ nghèo để lên ủy ban xin rút khỏi danh sách đấy. Người ta xin vào chẳng được, thế mà bác lại xin ra à? Nhà tôi tuy vẫn nghèo nhưng cũng đỡ hơn rồi. Còn nhiều gia đình khó khăn hơn nhà tôi ấy chứ. Như nhà bà Năm nè, có hai cậu con bị hội chứng đau. Nhà bác Lê có chồng vừa bị tai nạn, phải bán cả nhà đi đấy. Rồi nhà cậu Lớp, một mình cậu ấy nuôi cả bố mẹ già với mấy đứa em ăn học. Tôi nhường lại suất cho những gia đình ấy chú ạ. Thôi tôi đi nhé, chào chú. Vâng, chào bác. Ông ấy đúng là người nghèo có lòng tự trọng. Khó khăn là vậy mà còn xin rút khỏi danh sách hộ nghèo để nhường suất cho gia đình khác khó khăn hơn. Sức mạnh của tình mẫu tử. Ngủ ngoan nhé con yêu. Mẹ đây, mẹ đây. Con gái của mẹ ngoan quá, ngày nào cũng dậy đúng giờ. Mẹ đã nấu súp cho con rồi, mẹ con mình cùng ra ăn nào. Cha, thời tiết hôm nay mát mẻ dễ chịu quá. Lại phải xuống nhặt với giặt lại. Nhưng mình xuống thế này bỏ con bé một mình có sao không nhỉ? Vẫn còn sớm chán, con bé bình thường 10 giờ mới dậy cơ mà. Mình chỉ xuống chút thôi rồi lên luôn mà, chắc không sao đâu. May mà không có xe nào cán qua. Cô làm gì mà ngồi đây thế? Gió thổi to quá nên bay cả áo chị ạ. À, rõ khổ, vừa mới giặt xong. Vất vả cho cô quá rồi. Mà con bé Anna nhà cô đâu? Dạ, con bé đang ngủ trong nhà. Hả? Cô để nó ở nhà một mình sao? Nguy hiểm lắm đó. Con bé nhà tôi ngoan lắm, ngày nào cũng ngủ đến 10 giờ mới dậy. Bây giờ vẫn còn sớm, chắc nó chưa dậy đâu. Trời, Anna, sao con lại dậy giờ này? Vào nhà đi con, đừng ra ngoài ngã đấy. Trời, con bé, con bé. Mẹ đã bảo đi vào mà. Mẹ, mẹ. Vào nhà đi con, vào đi. Trời, nguy hiểm quá. Vào đi con. Mẹ, mẹ. Không.
mẹ đây. Không sao, con của mẹ không sao nữa rồi. Trời, không thể tin nổi. Sự việc kỳ lạ này nhanh chóng được đăng lên báo và lan truyền khắp nơi, thu hút sự chú ý của nhiều chuyên gia. Họ không lý giải được vì sao Alice có thể chạy với tốc độ hàng trăm km một giờ như thế để đón kịp đứa bé rơi từ trên cao xuống. Điều mà khiến cả vận động viên chạy tốc độ kỷ lục toàn quốc cũng không thể làm được. Đúng là một kỳ tích, và chỉ có sức mạnh to lớn của tình mẫu tử mới có thể làm được. Ông già Noel hói đầu. Hôm Giáng sinh, ông già Noel tặng tớ một chiếc máy bay, đúng như tớ mơ ước luôn. Còn tớ thì được tặng một đoàn tàu hỏa, như trong thư tớ viết cho ông già Noel. Ông ấy tài thật các cậu nhỉ. Các cậu này, tớ kể cho các cậu nghe một bí mật nhé. Bí mật gì? Ông già Noel đầu hói các cậu ạ. À, sao cậu biết? Chính mắt tớ trông thấy mà. Đêm Giáng sinh, tớ cố thức đợi ông già Noel. Tuy buồn ngủ lắm, nhưng tớ vẫn kịp thấy ông ấy vác túi quà bự vào phòng của tớ. Và rõ ràng ông ấy hói đầu. Ông già Noel lúc nào cũng đội mũ đỏ mà, sao cậu thấy đầu ông ấy được? Chắc cậu ngủ mơ rồi. Tớ chắc chắn đấy, tớ nhìn thấy rất rõ mà. Cậu nói dối. Mẹ tớ nói không ai có thể thấy được ông già Noel cả. Đúng rồi, cậu là đồ nói dối. Tớ nói thật, tớ thấy rõ ràng là ông già Noel đầu hói mà. Chúng tớ không chơi với đứa nói dối. Đúng thế. Tớ nói thật mà. Này, này. Max, Max. Ba, con chào ba. Ai làm con trai của ba ủ rũ thế này? Nói ba nghe, ba sửa cho. Tụi thằng Alex và Danny nói là con là đồ nói dối ba ơi. Ừ, sao lại thế? Vì bọn nó không tin con đã thấy ông già Noel. Con thấy ông già Noel thật hả? Thật à, con thấy rõ ràng. Con còn thấy ông già Noel hói đầu nữa cơ mà. Hứ, ông già Noel hói đầu á? Dạ, chắc chắn luôn. Hay ba cũng nghĩ con nói dối? Không không, con không nói dối vì... Bác Tài ơi, đặt cách cho em xuống ở phố phía trước nhé. Ok, còn cái mũ đỏ nữa. Các cậu giấu của tớ phải không? Đâu mà, ai giấu làm gì? Thôi các cậu để cho cậu ấy về đi, còn mấy phút nữa là qua đêm Giáng sinh rồi. Cảm ơn cậu, tạm biệt mọi người, tớ xuống trước đây. Giáng sinh vui vẻ. Ừ, Giáng sinh vui vẻ. Coco đấy à, mày nhớ tao nhiều không? 3 tháng rồi còn gì. Coco, trả mũ cho tao. Giờ tao không chơi với mày được đâu. 12 giờ rồi, thôi kệ chiếc mũ vậy. Có phải ông già Noel hói đầu trông như thế này không, Max? À, đúng rồi. Ông già Noel hói đầu. Là ba ạ? Ừ, ông già Noel hói đầu mà con thấy đêm Giáng sinh là ba đấy. Vậy là có ông già Noel hả ba? Có chứ. Có ông già Noel chứ con. Ba nói dối con. Nếu có ông già Noel, thì sao con không thấy ông đến tặng quà cho con? Mà ba phải đóng giả ông già Noel để lừa con. Ba không bao giờ nói dối con. Con nhìn xem, con không thấy gió, nhưng con biết gió ở đó khi những chiếc lá đung đưa, phải không con? Tình yêu và hy vọng cũng thế. Ba đâu thấy được, nhưng chúng hiện diện trong tiếng kèn cổ vũ, những người hâm mộ tiếp sức mạnh cho ba đứng dậy sau những chấn thương để tiếp tục trận đấu. Và ông già Noel nữa, con không thấy ông, nhưng mà ông ở đây, trong trái tim của ba, nhắc ba mỗi dịp Giáng sinh, dù bận rộn đến đâu, cũng đừng quên tạo nên một điều kỳ diệu cho con trai của mình.
ông ở đây nữa, ở trong trái tim của con. Ông cũng ở trong trái tim Danny và Alex và rất nhiều trẻ em trên thế giới này. Ông cùng các con đi qua tuổi thơ, nhắc các con biết ước mơ và tin tưởng vào điều kỳ diệu. Đến khi các con trưởng thành, ông lại cùng các con tạo nên những điều kỳ diệu cho con mình. Tạo nên những điều kỳ diệu, như kiểu ba đã tặng cho con chiếc xe đạp mà con ao ước, hay ba Alex tặng nó chiếc máy bay, và ba Danny tặng cả một đoàn tàu hỏa. Đúng thế. Nếu như đêm Giáng sinh, Alex mà thức sẽ thấy ông già Noel của nó cao kèo. Còn Danny mà nhìn trộm chắc sẽ hài lòng vì ông già Noel của nó béo ú y như trong phim ảnh. Còn ông già Noel của con thì hói đầu. Con yêu ông già Noel hói đầu nhất. Ngôi chùa trên núi. Ủa, mấy lâu nay mình chả để ý, sao giờ nhìn lại cây mai này, cành lá đã trụi lũi, không dấu hiệu sự sống là sao? Ồ, Tiểu Nhị, con nghĩ gì mà thần người ra như thế hả con? Dạ thưa thầy, con buồn quá. Cây mai này hình như là nó sắp chết rồi ạ. Giờ con phải làm sao đây ạ? Có lẽ con sẽ vào trong kia lấy thêm ít nước tưới cho nó thưa thầy. May chăng có thể cứu được nó. Ồ, con không cần phải thế. Tưới nhiều thậm chí cây sẽ chết. Cứ để thuận theo lẽ tự nhiên. Nhưng cây này... Tiểu Nhị à, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Vì mùa này là mùa thay lá của cây mai đó con. Chỉ một thời gian nữa thôi là nó sẽ lại đâm chồi nảy lộc. Dạ thưa Đức Phật, xin người hãy ban cho con một đức tính tốt để con có thể hưởng thanh bình với ạ. Thưa Đức Phật, cúi xin người rủ lòng từ bi, người nhà con đang lâm bệnh nặng. Con đã làm đủ cách mà vẫn không đủ tiền cứu chữa, giờ con không biết phải làm sao ạ. Trời ơi, lẽ nào người đã linh hiển, ban cho con túi tiền chữa bệnh cho người nhà. Xin cảm ơn Đức Phật ạ. Cảm tạ Đức Phật từ bi, nhất định sau này khấm khá, con sẽ đi làm việc phúc để trả ơn cho cuộc đời ạ. Tiểu Nhị... Thưa thầy, nhưng... Kính lạy Đức Phật, cúi xin người hãy rủ lòng thương, phù hộ cho con hôm nay ra khơi được may mắn, sống yên bể lặng ạ. Anh kia! Dạ, anh có trông thấy túi tiền của tôi rơi không? Không, tôi không nhìn thấy. Nơi này hôm nay vắng vẻ, ít người ra vào. Tôi cũng chẳng trông thấy một ai cả cho nên... Chỉ có anh nhặt được tiền của tôi thôi. Cái anh này, nói hay nhỉ? Tôi đã nói là không thấy cái túi nào rơi ở đây rồi cơ mà. Chỉ có anh ở đây thôi, anh không trả thì không xong với tôi đâu nhé. Thưa thầy, chúng ta hãy cùng nhau ra ngoài kia giải thích cho họ hiểu là một người khác đã nhặt được túi tiền đi ạ. Anh đừng có lằng nhằng, tôi đến giờ phải lên tàu bây giờ, không có thời gian đâu mà đôi co với anh nhé. Thầy ơi! Anh để tôi đi. Anh không được đi đâu hết. Chưa trả tiền cho tôi thì tôi sẽ không cho anh đi đâu nữa. Sao cơn bão lớn, cây cối đổ nhiều quá. Thưa thầy, mấy ngày nay con nghĩ mãi mà vẫn không hiểu ạ. Sao con? Dạ, tại hôm đó thầy không cho con chạy ra nói rõ, để ngăn cản người ngư dân đỡ bị hiểu lầm, và để người thương nhân kia chạy theo lấy lại túi tiền mà người nghèo nhặt được ạ. Việc này ta nghĩ nên để thuận theo tự nhiên, không cần phải can thiệp làm chi. Nhưng rõ ràng không phải người ngư dân lấy tiền mà thầy. Nếu chúng ta nói ra ngay lúc ấy thì người nghèo kia không có tiền chữa bệnh, người nhà anh ta có thể thiệt mạng bất cứ lúc nào. Còn người thương nhân mất túi tiền nhưng có cơ hội tích được đức.
Còn người ngư dân, ông ta bị oan, bị hiểu nhầm mãi mới thanh minh được là không lấy đồ đó ạ. Con không thấy sao? Chỉ đêm hôm đó trời mưa sấm chớp, biển động. Nếu không có sự việc lằng nhằng đó, anh ta ra biển chắc chắn sẽ gặp tai họa rồi. Vâng, bạch thầy, chuyện này đúng là cứ xảy ra như thế, đôi khi lại tốt thầy nhỉ. Con xem kìa, cây mai cũng đã sinh sôi. Ồ, con cứ tưởng cây mai này sắp chết, ai dè nó lại đâm chồi nảy lộc, còn lại sắp ra hoa nữa ạ. Thầy đã nói rồi, hoa tàn rồi lại đâm chồi nảy lộc. Vạn sự xoay vòng, và trong cuộc sống này, đôi khi sự việc nó như thế nào, ta hãy cứ để nó diễn ra như thế đấy. Thuận theo tự nhiên cũng là một điều tốt con ạ. Vâng ạ. Nhưng hãy nhớ, thuận theo tự nhiên không có nghĩa là buông xuôi, để cái ác, cái xấu hành hành, mà cần có trí tuệ để nhận diện lúc nào nên can thiệp, lúc nào nên không. Luôn có cái tâm, cái nhẫn trong lòng con ạ. Dạ bạch thầy, con đã hiểu rồi ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.